Trả lời đi nào. Hãng tin báo, đây là Wallet. Tôi sắp bước qua phần 2. Tôi cần gặp Devlin ngay tức khắc. Không, đừng, đừng, đừng có bắt tôi chờ đấy. Hello, điệp viên Wallace. Nói mã số của anh nhanh. Hello. Hello. Điệp viên Wallace. Agent Wallace. Wallace. Aquila Vista. Tạm biệt nha. Hello. Chào. Tôi là Jimmy Thorn. Và tôi đang tự hỏi có thể nói điều gì để thuyết phục cô nhận lời dùng bữa trưa với tôi. Oh, Jimmy, anh dễ thương quá đấy. Đến đêm nay tao về căn hộ của anh nhé. Đồ con lừa. Đã cậu làm tôi hồi hộp tôi. Chỉ là cô gái bán hàng thôi mà, với cậu, chứ không phải là với tôi. Tôi mơ thấy cô ấy. Được đấy, nghe hay đấy. Như vậy được đấy, nói cậu đó nha. Nói cậu đó nha. Nghe này. Anh xin chào, tôi là Jimmy Tom. Khi mà tôi mơ thấy cô hay mơ đến những việc khác nữa. Nói vậy đó à? Không, không. Cứ mời cô ấy ăn trưa được rồi. Tôi từ từ chuẩn bị câu nói xong. Vậy là nào mất thời gian quá. Hay là ra lái xe về cho rồi. Cái đi dù cậu có làm cái gì thì không có cư xử khác rồi nha. Cảm ơn ông, xin chào. Xin chào, tên tôi là Jimmy Tong. Hi. À, chào. Chào anh. Pretty color. Màu sắc đẹp quá hả? Will you excuse me for xin anh thứ lỗi một chút nha. Just between us. Đây, giữa đàn ông với nhau. You don't come around here for the. À, đến đây không phải vì nghệ thuật đúng không? Who would? Có ai như vậy đâu nào? Let me. Với tư cách là chủ của cái phòng tranh này, xin phép được khuyên nhủ một cách thân tình. Don't waste any time. Đừng có phí thời gian nữa. Cứ lại đó và mời Jennifer đi. Không nghĩ là được à? Ừ, như vậy đấy. Để cô ấy nói không cho rồi đi. Và mọi người có thể sống tiếp. Thank you for your advice. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Hello, my name is Jimmy. Chào, tên tôi là Jimmy Tong. Tôi có thể nói điều gì để thuyết phục cô nhận lời dùng bữa trưa với tôi hả? Are you hurt? À, xin lỗi, ông có sao không vậy? Hi, hello. Chào cô nhé. Mày đâu rồi hả? Đâu rồi? Bắt được hay là không bắt được nè? Nào nào, sao nhảy lên xe thế này hả? Anh làm cho mày nào? Hết chuyện làm, sao lại lên xe người ta? Giỏi đi xuống đây nào. Này này, đừng có đấm đá chứ. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Hả? Sao à? Về luyện tập thế này nhá. Mày, kịp. Tào đánh cái tên gà mái đó, đi đi. Tưởng cậu biết võ thiếu làm hay chứ? Không phải ai người Hoa biết võ đâu nào. Bình tĩnh ra đi Jimmy, bình tĩnh đi. Đúng là một cái ngày xui xẻo ấy. Xin lỗi. Được, tôi đến số 70 được Lenin được chứ hả? Được, được. Xin cô cho một phút thôi. You Jimmy Tom? Anh là Jimmy Tom à? Vâng, chỉ tôi đây.
Thế thì còn câu là ai nào? Tên tôi là Tina. Chứ mà anh lái xe nhanh như vậy hả? Thì chưa được nhiều qua mà. Đó là lý do anh chạy nhanh à? Nhưng mà tôi đâu có tên là gì nào. Anh biết tôi đi đến đâu không? 70 đường Landon. Nếu mà anh đến đó được trước khi tôi đánh toán xong, tôi sẽ trả cho anh gấp đôi đó. Này, cô thật cái chứ? Tôi có vẻ gì là đang đùa không nào? Ừ, thế thì được. Mở cửa, mở cửa. Cho tôi qua nào. Đồ con lừa, mở cổng ra. Tôi đang uống cà phê mà, đừng có la nữa ông già. Jimmy đến đó, cóp à. Này, đừng có cắn chết con gà nhá. Tôi vẽ mắt và đánh xong đây này. Liệu có đua nổi không ạ? Don't tell me you're slowing down. Này, chẳng lẽ anh chạy chậm lại sao? You know, you drive like an old lái xe gì thật cứ như bà già lại. Này, cô cũng sợ chứ. Đây, đằng kia. Anh làm gì vậy hả? Lui ra. Các tôi xuống đây mà. À, chào cô. Tôi không hổ danh chút nào cả. Anh nhận được rồi đó. Tôi có việc làm là cũng cả đấy. Được bao nhiêu bảo là khá nào? 475 một tuần, cộng thêm tiền bò nữa. Còn nếu được 2.000 đô cộng thêm tiền ăn ở thì sao nào? Thế khi nào bắt đầu? Sáng mai 7 giờ sáng. Anh lái xe cho ông Bellwin. Chào cô nhé. Còn anh, ra khỏi đây nhanh. Xin chào ông Tông. Hôm nay cô đến phấn mà không chào tôi à? Mời anh ngồi. Đây là nội quy. Hãy học thuộc nó nhé. Nhất là điều số 1 đó. Không bao giờ nói chuyện trực tiếp với ông đèn viện. Nếu mà anh có thắc mắc thì tất cả các câu trả lời ở trong đó. Và nếu tôi là anh thì tôi dẹp luôn cái nụ cười trên cằm đi. Cái nụ cười trên cằm của tôi à? Ừ. You like working for this Devin guy? Có thích làm việc cho cái tay Devin này không? I don't work for him. Tôi không làm việc cho ông ấy. Tôi không phải là tài xế chuyên nghiệp, nhưng mà thiết nghĩ nên nhìn xe cộ phía trước tốt hơn là nhìn hành khách trước phía sau. Hy vọng là ta sẽ hợp tác tốt. Xe bắt đầu chạy chưa hả? Wallace đã làm việc với tôi rồi. Chắc định anh ấy đã gặp chuyện không may. Anh ấy cũng đơn giản như cậu đâu. Điều hơn mà làm việc đấy. Ai đứng đầu cơ quan tình báo nào? Phải động não lên chứ. Tôi không hiểu là anh nói gì cả. Chừng nào hiểu hãy gọi lại cho tôi nhé. Có phải tôi vừa qua cổng tòa nhà Bowling không hả? Vâng. Đường một chiều nên phải đi vòng lại. Anh xin lỗi ông. Anh đã có sách nội quy chưa? Đọc hết chưa nào? Để tôi bảo anh nghe một điều nhé. Tôi rất ghét nội quy đấy. Nhớ đi Đài Loan Grand vào giờ buổi trưa hả? Vâng, cảm ơn ông. Jimmy, bắn nhạc ta lên nào. Vâng, thưa ông. Trụ sở Cục Tình báo An ninh. Kính thưa Phó Giám đốc Chalmers, kính thưa quý vị, xin trình bày đây là điệp viên Wallace. Mất cách đây 2 ngày, 14 giờ và 5 phút. Nghe cũng hay đấy. Tôi vẫn tắt về anh ta xem nào. Nếu mà nói đơn giản thì anh ta chết đuối trong bồn tắm của mình. Vết bầm ở đây cho thấy anh ta ngã dập đầu.
và bất tỉnh để người anh tổng kết suốt đời viên đang thi hành công tác và chết không vết chút ở trên người, chết trong bồn tắm à? Cái cuộc đời cố nặng thế đó. Thưa anh ta không hề chết đuối. Anh ta bị giết đó. Như vậy để đỡ khốn nạn hơn một chút. Còn cô đây là, thưa đây là đẹp lành. Chắc tôi sẽ ra lệnh cấm cô ấy mở miệng nói lên tình. Vậy có nghĩ anh ta chết vì ngập à? Cũng đúng là ở trong phổi có nước. Một điều đặc biệt là động mạch phổi xương phù, chứng tỏ có mất nước trầm trọng. Anh ta đã chết vì khát đó. Khác à? Không chỉ là nước bình thường, có chút loại vi khuẩn mà tôi chưa cấy được thành công. Trước sau tôi cũng có ý ngắt lời ông. Cô ta có vẻ biết nhiều về nước đó. Cô ta nghĩ mình biết nhiều về đủ mọi thứ mà. Cô này, chúng tôi có tình huống khá đặc biệt. Có thể dùng hiểu biết của cô đó. Cô có quan tâm không hả? Khi nào thì tôi bắt đầu nào? Cô đã nghe danh Clark Devin chưa? Toàn là tin đồn thôi. Tôi có thể kể cô nghe nhiều về Clark Devin đấy. Hãy để đầu óc lo việc khác trước đã. Lên lầu gặp tôi nhé. Biết đâu, cô Clark lại trở thành người cộng sự kế tiếp của Clark Devin. Tôi chỉ cần những con bò đó càng sớm càng tốt. Vâng. Người của tôi ở Guatemala chắc chắn có những cái gì ông cần. Và trong khi chờ đợi, tôi sẽ lấy con bò tuyệt đẹp này. Thật là tuyệt vời. Cô xin gọi cho tôi nhé hả? Số điện thoại của ông có lưu ở đây. Nếu mà cô không tìm ra số điện thoại thì phiền cô mang đến vậy. Có thể là tìm hơi lâu thưa ông. Có khi cô nên làm quen với đường đi. Tối nay tôi có tổ chức buổi tiệc nhỏ ở nhà để gây quỹ cho viện bảo tàng mà. Tôi sẽ rất vui nếu mà cô đến. Tôi cho xe đến đón nha. Tôi tự lái xe được mà. Ừ, thế thì tốt. Tuyệt vời đó. Cô làm tôi đáng kể chút nữa thì quên đưa chi phiếu. Ông học anh nói được đâu mà lưu loát vậy hả? Cũng như anh lái xe vậy thôi. Chỉ cần tự tin một chút. Gina đã tìm hiểu cô gái đó rồi. Ông biết về cô ấy chứ hả? Tôi chẳng bao giờ rời nhà mà không lấy trước được thông tin. Cái điều gì cũng phải chuẩn bị chứ. Tôi chẳng bao giờ được như Clark Devin đâu. Đừng có nói với ai nhá. Nhưng mà cũng chẳng cần gì nhiều đâu. Vài câu nói tủ và một bộ quần áo đắt tiền là đủ rồi. Nói chung ta cũng như nhau thôi. Thì tôi đi, hết 90% là quần áo đấy. Thế còn 10% kia. 10% kia ở đây này. Anh có thừa mà. À, ông Devin này, tôi xin ông một ân huệ nhé. Chị về hả? Tôi không đội mũ nữa có được không nào? Vâng, vâng, cảm ơn ông. Không, đâu có gì đâu. Cảm ơn nhiều lắm. Tina hả? Tôi Devin đây. Tay tài xế Jim này, tôi thích anh ta đấy. Mấy cho anh ta vài bộ quần áo nhé. Tôi sẽ kén lúc 6 giờ để lấy đó. Nói chuyện với em cũng vui lắm. Ông James. Tốt đẹp chứ hả, James? Tuyệt vời cho ông Devin à. Cẩn thận nhé. Vâng, cảm ơn ông. Không phải là áo thuê rồi. Xin chào, tôi là Clark Devin. Với cô khi vũ một bạn nhé. Chỉ cần anh tôn trọng một điều. Đừng có bao giờ chạm vào áo vest của tôi. Tôi đâu có chạm vào nào. Ừ, thế thì tốt. Không được rồi nhé. Vâng, thưa ông. Jimmy, ra lấy xe đi nào, ta đi ăn tối đấy.
Vâng, thưa ông. Anh ăn gì nào? Tôi đãi đấy. Điều đó tùy ông. Hai phần hamburger nhiều cà chua nhé. Trứng ướp là hơi sống. Hai phần sữa chocola bánh bọt. Càng sớm càng tốt. Món ăn của ông đã có. Xin tới trước. Đây, ở đâu nhanh về hả? Sẵn sàng phục vụ mà. Gì nữa không ạ? Vâng, món pizza thật giòn đấy. Ông ấy không ăn trứng được. Đúng ai ăn pizza với hamburger nào? New item, huh? Cũng nhanh quá hả? Cô có món gà hấp chao không? Thank you. Cảm ơn. Jimmy? Yes. Jimmy, vâng. Lấy xe tiếp đi. Coi chừng đấy. Đây, coi chừng chứ. À, xin lỗi anh bạn nhé. Thôi đi đi. Sao không tấp lên trực thế vậy hả? Có lẽ đó là một quả bom đấy. Tưởng ông nói bom chứ. What do you mean a bomb? Không biết sao nào, bom à? Nhanh nào. Jimmy, không sao chứ hả? Tôi không sao, chết ổn chứ hả, chết. Ừ, ổn. Tôi không sao mà. Mr. Devlin. Ông Devlin. Who did this to you? Ai muốn hại ông như vậy hả? Right. Cái tên Walter Quida. Walter Quida. Right. Quida. Walter Strike. Không, đừng, đừng. Please. Đừng. I need an ambulance right now. Xe cứu thương này. Chủ của tôi bị thương. Jimmy, nhìn này. Brett Dover. Brett Dover. Mặc vào đi. Mặc vào à. Push. Push. Tôi sẽ lo cho ông chủ. Hãy tìm Walter Snyder. Hả? Tôi sẽ tìm ra Walter Snyder. Này đừng có la chứ. À, xin lỗi cô. I promise. Vâng, tôi hứa đấy. Bác sĩ Angelo. Bác sĩ Angelo đâu rồi? Angelo. Là bác sĩ Angelo à? Dr. Angelo. Bác sĩ Angelo. Bác sĩ Angelo. Đại ca kia. Không được hút thuốc trong bệnh viện đó. Không không, tôi hồi hộp quá mà. Ông ấy sao rồi hả? Có thể nằm lại lâu đấy. Anh liền về nhà mang thêm đồ đạc, không khi ông ấy tỉnh lại. À, ông ấy cầm giấy này trong tay này. Không biết có cái gì gấp không? I do need Dr. Tôi cần gặp Angelo. Bác sĩ Angelo. Dr. Angelo. Dr. Angelo. Bác sĩ Angelo hôm nay nghỉ phép rồi. Oh my God. Chúa ơi.
trụ sở công ty nội Benning. Nói thật là tôi rất phấn khích, hồi hộp. Đúng là tôi làm việc hết mình cho công ty Benning, nhưng là không ngờ ông Benning có thể để ý đến tôi sớm như vậy. Tôi mà làm sếp thì sẽ không để công ty trôi nổi trên tàu như vậy đâu. Anh hiểu ý tôi không nào? Tại sao ông lại chọn Lady hả? Anh ta thắc mắc công việc của tôi. Không, không được. Tôi không thích chỗ này. Mr. Benning. Ông Benning ạ. Lady, tôi đã nghe nhiều nguồn tin là anh không hoàn toàn tin vào tương lai công ty này. À, không phải, không phải tôi đâu. Xin mời. Vâng, cảm ơn. Tôi chỉ muốn quảng cáo trên các phương tiện truyền thông để ai cảm thấy mình phải uống nước suối Benning. Cái điều đó hẳn rồi. Ông Lady này, nước chiếm hết 60% thể tích người ta. Anh không thấy tuyệt vời là hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy có thể kết hợp để tạo thành một thứ thật đẹp, thật hữu ích, thật cần thiết. Tôi thấy nước thật tuyệt vời. Anh nghĩ là tôi buồn cười đúng không? Không, hoàn toàn không. Khát nước à? Vâng ạ. Anh đang giúp tôi bằng cách làm vật thí nghiệm cho sản phẩm mới. À vâng, tôi hiểu mà. Đúng là một ý tưởng hay. Một thứ nước làm ta khác. Có cái gì ở trong đó hả? Muối à? Muối cũng chẳng làm được gì. Là vi khuẩn đó. Một khi đã nuốt vào người, nó sẽ đi vào máu, rút cạn kiệt nước từ các tế bào, gây mất nước trầm trọng. Thật hiệu quả. Chỉ tiếc là tác dụng quá nhanh. Chúng tôi có thể nghe nội tạng của anh teo rút lại. Anh trở thành một con người khô héo. Mang túi vào dọn dẹp sạch sẽ đi. Cảm ơn đấy. Cái tên đó đâu rồi hả? Là đồng phục tác chiến thử nghiệm, nhận dạng người sử dụng mới. Sau khi đã dời thống thần kinh, sẽ nhấn nút trên đồng hồ để thực hiện chức năng cần thiết. Làm thử đi. Chức năng tiêu diệt. Bộ áo sẽ làm bất cứ vật gì trước mặt thành một đối tượng để tiêu diệt. Chị này thoát khỏi chức năng đó. Mr. Devlin, is everything all right? Ông Devlin, mọi việc ổn chứ hả? Tên tôi là Jimmy. Ông Devlin dặn anh ngày mai hãy làm vòng.
is a little bit messy. Hơi bơi bối một chút đấy. I think he threw the party. Hình như là tại buổi tiệc đấy. No. Cho người lên nghe nhé. Khoan, đợi máy đã. Được ạ. Hello. Hello. Ta bắt đầu nhé. Bắt đầu cái gì nè? Tôi sẽ làm việc hết sức nghiêm túc, anh Devin ạ. Vui lòng đừng có giả giọng người khác để trả lời tôi. Giọng ai nào? Tôi được rồi, anh là cấp trên, muốn chọc được mà. Lee Bannon đang họp với ban giám đốc công ty, cơ quan muốn tìm hiểu hắn đang âm mưu những cái gì. Thế còn Walter Strider? Là ai hả? Tôi đâu có biết nào. Cô phải cho tôi biết chứ. Ừ, cũng được. Ngày mai ta gặp nhau tại đi 15 lúc 10 giờ. Tôi sẽ mặc một bộ đồ xám. Anh sẽ nói mật mã là áo đẹp đấy. Và tôi sẽ trả lời, tôi đã quên mặc áo lót. Ở đây cũng có ốc hài hước hả? 10 giờ đường đi 15, má là gì nè? Đây, cứ như thế đủ rồi đó. Mẹ cho ý. Xin phép nhé. Vâng, xin mời. Nice rag. Áo đẹp đấy. Alo, anh Devin à, có thay đổi kế hoạch rồi. Tôi đến rồi, cô đang ở đâu hả? Sếp đổi kế hoạch rồi, họ mới cho tôi biết. Tối nay lúc 8 giờ, số 87 bến cảng. Dẹp mật mã đi nha. Oh, now you tell me. Sao bây giờ cô mới nói hả? Tôi đi như này, tôi sẽ gặp lại. À, xin lỗi đấy. Còn 5 phút nữa để vào vị trí. Tôi đã bảo đảm sân thượng an toàn. Và tôi rất vinh dự được làm việc với một nhân vật nổi tiếng. Clark Devlin à? I'm Devlin. Tôi là Devlin. Ta đã gặp chưa hả? No. Chưa. Ừ, thế thì tốt đấy. Tôi được rồi, Ben à. Hãy làm việc phải làm đi. I'll follow you. Tôi sẽ theo anh nhé. Ladies first. Nhưng phụ nữ đi trước. Thế cũng được. Một số chi tiết trong hồ sơ đã thay đổi. Anh đã đọc chưa nào? Hồ sơ đó quá dọn. Cô biết gì cứ nói đi. Lee Bannon đang họp với giám đốc các công ty chứng khoán. Hình như là hắn ép bán công ty cho hắn. Anh đi đâu vậy hả? À, chính tại tôi đang nghỉ thôi mà. Thì cô ta là Wallace đang làm việc trong nhà máy. Có nghĩa là cho đến tuần qua, họ báo là đã khám phá được nhiều điều và rồi Wallace bị ám sát. Tôi đã yêu cầu cơ quan cấp súng 9 ly và tất cả các thiết bị tối tân nhất. Mới vừa được cơ quan thiết kế. Là súng yêu thích nhất của tôi, nhưng mà tôi không giết ai đâu. Giết cả. Anh phải diệt một con bọ đấy. Có ghi hết trong hồ sơ dẫn rồi bấy mà. Cô ra kia trong trận đi. Họ đến đó, sẵn sàng chứ nào? Điều cần thiết là nghe được nội dung họ nói. Tầm ngắm 320m. Nhắm vào cái vali nhá. Với anh bắn thì dễ rồi. Đây, bắn hụt rồi đó. Thank you.
Trong năm 2001, một lượng nước tương đương 35 tỷ đô la đã được cả thế giới tiêu thụ. Ngày nay, nước đóng chai còn đắt hơn xăng nữa. Thưa quý vị, chúng tôi là những vị vua dầu hỏa mới. Chúng tôi đã có thể ứng dụng một phương pháp lọc mới, có thể bảo vệ lợi ích của các vị, chống lại nguy cơ sinh học. Thế nhưng là có khách không mời đến hay sao ấy? Quý vị đã nghe đề nghị rồi, ý kiến quý vị thế nào hả? Kế hoạch này ra sao nào? Chi phí có cao không? Chẳng tốn cho quý vị đồng xu nào cả. Tôi yêu cầu trở thành ít nhiều người hùng hạp với quý vị thôi. Benny bảo có phương pháp xử lý duy nhất khiến nước an toàn. Nhưng mà đổi lại, hắn lấy một nửa công ty của họ. Hắn bảo sẽ chịu trách nhiệm về việc phân phối sản phẩm. Hắn bảo là khi nguồn nước khác ô nhiễm, hắn sẽ quay về với loại nước an toàn. Tôi chẳng nghe được cái gì cả. Anh muốn nghe lại không nào? Theo anh, như thế nào là sao nào? Đem lên, khoan thêm chút nào. Tôi muốn nghe thêm một chút nữa. Đem lên, anh nghe tôi nói không nào? Tôi biết thắng muốn làm giàu nhưng mà... Thật tình là tôi muốn... Này, anh làm quay vậy hả? Chạy cả tương như vậy để làm cái gì nào? Lấy ông ra nào? Hả? Không nghe. Okay. Chapter 6 of the chương 6 của môn võ thủ thế tấn công và đánh. Bây giờ anh ở đâu vậy hả? Này, có sao không vậy? Này, có sao không đó? Này, đừng có buông nhá. Anh thuộc tay rồi kìa. Đừng, đừng, giảm với tôi. Đừng. Ô, Chúa ơi. Thật không ngờ bể như vậy đấy. Dublin. Đây, dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Have a good day.
chán thật cảnh. Cái vụ này không có trong sách vở rồi. Đẹp lên, dừng lại nào. Tao dừng lại nào. Chặt ra đi nào. Này, sao cô không cần che hả? Anh làm cái gì vậy hả? Sao anh có thể rớt từ trên cao xuống như vậy mà? Cô không sao chứ? Tôi dẹp đi. Cô đỡ chứ nào? Cô đang công tác chung với thằng Điền đấy, bực mình quá rồi. Cô giận tôi à? Có gì mà phải giận nào? Chứ thì tôi đã bắt đầu sự nghiệp bằng một sự thất bại rồi. Đó là nhờ anh đó, anh Devin à. Cũng là lần đầu của tôi vậy mà. Công tác nào cũng có lần đầu cả. Làm quá Devin, khó quá. Xin lỗi cô nha. Này, không phải tôi đâu. Anh làm sao vậy hả? Tôi không phải là người mà cô tưởng đâu. Tránh ra nào. Tôi tự lo được mà. Hôm nay thế đủ rồi đó. Tôi phải nghỉ và uống thuốc đó. Sao hả? Ta sẽ liên lạc sau nhé. Tôi không có số điện thoại của cô mà. Phòng tập bắn. Chú mình làm gì? Tôi không biết tôi đang làm gì và tại sao nữa. Cô có sao đâu. Lần đầu công tác thực tế tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi Black Devil đã khiến mọi sự đỡ hơn và cũng rắc rối hơn nữa. Chắc cô bắt đầu nha. Chấm nút thứ hai ở đó. Những người báo tôi anh ta hơi lạ, nhưng mà hóa ra anh ta cũng hơi tỉnh tỉnh đấy. Đúng rồi, được rồi đó. Nhìn kìa, tiếp qua trái một chút. Anh ấy bắt đầu tán tỉnh cô rồi à? Anh ấy có tán tỉnh tôi một lần. Tôi vẫn còn nhớ đấy. Ừ, cô có bảo. Nhưng mà tiếng Anh của anh ta thì sao hả? Tôi chẳng hiểu nổi anh ta nói cái gì nữa. Nhưng mà giọng nói thì thật dễ thương đấy. Này, thế chứ hả? Đâu có đẹp lắm đâu. Chú ơi, ước gì được đi công tác lại hả? Xem tôi bắn đi nhá. Có vấn đề rồi bạn ơi. Cô bạn của cậu biển bắn không ra ngoài chứ hả? Tôi về đi. Ừ. Chúc vui vẻ anh em. À, không có bán bong bóng chút lành bạn à. Đóng vai Clark Devlin đâu có dễ đâu. Hello. Hello. Anh Devlin hả? Hôm nay khỏe không vậy? Em đang không khỏe lắm đâu. Anh còn vài giờ để lấy lại sức đấy. Cô nói vậy là sao nào? Sau sự việc đổ bể vừa qua, ta chỉ còn một cách là theo dõi trực tiếp. Trong cách khác, xâm nhập hàng ngũ của địch. Bạn nên sẽ chiêu đãi ba người chiều nay. Ta đứng gần những người đó. Cần tất cả bạn đàng hoàng không bạn không? Anh cứ mặc gì thì cứ mặc. Biết đâu ta lại có thể tìm ra Walter. Được rồi, hẹn gặp tại đó lúc 8 giờ nha. Gì? Được. Anh làm cái gì vậy hả? Anh ấy cần giúp đỡ đấy. Bảo vệ. Đẹp lên. Tôi nghĩ là sẽ có dâm tay to mặt lớn cho nên cũng đã diện một chút, đẹp lắm. Cô diện lên, đẹp lắm đó. Có quà lưu niệm cho anh này. Vâng, cảm ơn cô. Thế là tôi không có mang gì cho cô cả. Đó là máy quay video đấy. Tôi biết rồi, chẳng lẽ nói ra cho mọi người biết à? Vâng, đúng rồi. Chào ông, chào cô. Xin cho biết quý danh.
Nikon. Washington. 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 Anh là một thị phú. Em mà hối lộ người ta với các bãi đồ à? Tiền có ít lắm. Chẳng lẽ vất đi à? Vui lòng cho xin giấy tờ vào cửa. Cô giận tôi à? Tôi không thể để bản việc này một lần nữa. Anh cứ đứng yên ở đó nha. Xin chào. Anh cầm giúp tôi cái áo nha. Cảm ơn. Mấy cái vé đâu rồi hả? Chào, khỏe không ạ? Này này, lại đây. Thật không ngờ đấy. Chết vào. Đôi cái sát phong cào chun đấy. Cho ông vào. Xin lỗi chúng tôi đã quấy rầy chúng tôi đến xem chương trình. Và cô ấy quên đặt chỗ trước rồi. Tôi có thể lấy vé hàng đầu cho hai người á. Cảm ơn rất nhiều ông Brown à. Thấy chưa nào, mọi việc cũng ổn mà. Có một điều tôi xin nói thêm. Tôi không muốn anh bạn của cô hiểu nhầm. Chúng mình tôi muốn cô biết. Chiếc áo của cô đẹp lắm đó. Cảm ơn ông Brown. Chúc vui vẻ nha. Anh làm sao vậy hả? Ông ấy tự ngã mà. Anh đã làm chết Jeff Brown rồi. Còn ông ấy không sao mà. Ông ấy có sao rồi đó. Và Benin thế nào cũng ra về thôi. Này đừng đâu hốt hoảng chứ. Chưa rồi. Anh cầu nguyện đó à? Cleo đã bảo tôi cái việc này sẽ xảy ra mà. Cúc ra bảo họ ông Brown không đến. Sẽ không mang kịch diễn khác. Hân hạnh được biết ông. Kính thưa quý vị. Ladies and gentlemen, Mr. Dynamite, Jay Brown. Ladies and gentlemen, James Brown will not be here today due to unforeseen circumstances. But stay right where you are because chị, quý vị cứ ngồi đấy. Vì cách sẽ chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu. The last emperor of Seoul. And vị vua nhạc Chun mới lên. Here he is. Vậy anh ta đây. Xin chào tất cả quý vị. Xin chào. Tối nay quý vị thế nào hả? Ai muốn quậy nào? Muốn quậy gì thì làm nhanh đi nào. Tôi tưởng là cô thích nghe hát chứ, tuyệt vời đấy. Anh cứ ngưng không vậy hả? Phải đến bàn của Benin trước khi trời sáng đó.
Tôi đi nào, có buông bên ấy ra không nào? Sao cô có thể hung bạo như vậy hả? Bạn gái của Benny đã uống rượu đấy. Cô ta có thể nói là tôi ngay nhá. Điều đến đó nhanh đi nào. Chào. Chào anh. Chúng tôi rất hân hạnh mời anh ngồi chung bàn để nâng ly. Tôi rất thích nghe ca nhạc đấy. Chắc là tuyệt vời hả? Thích thầy, đây là vị hôn thê của tôi. Thế cô ấy là Chevron. Chevron, tôi có thể nhìn ngắm cô cả ngày đấy. Có bao giờ nhảy múa mà không phải cho chàng diễn không? Let's see what I can do. Thế tôi có thể làm cái gì nào? À, xin lỗi nhá, không sao. You know how to mambo? À, biết điều mambo chứ hả? Hy vọng là biết. Rượu trắng 92, mùi hương nhẹ nhàng, để khiến lòng người say đắm. Chúc mừng anh. Em xin lỗi. Cô và ông Benny có vẻ thân thiết hả? Ông ấy làm việc gì vậy? Em không muốn nói về anh ấy. Em muốn nói về anh cơ. Anh đẹp trai lắm đó. So are you. Cô cũng vậy mà. Khi tôi khó ngủ về đêm, tức là thường xuyên, tôi vào phòng thí nghiệm và tôi chơi. Cái đó không phải là làm việc, mà chỉ là chơi đùa với nước thôi. Em có thể nào đến chơi với anh không? Điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nhưng hiện giờ, tôi có vấn đề nhỏ. Đó là vấn đề tin tưởng. Em chưa chắc em tin được em khi ở bên anh ấy. Và tôi sẽ phải tìm ra. Thế cô ta là Devlin, bên tình báo an ninh đó. Không thể được mà cô ta lái một chiếc BMW là xe của Clark Devlin. Anh bảo tôi đã thanh toán Devlin với quả bom mà. Anh ta còn sống nhăn răng kia kìa. Anh ta đang nhảy với Sharon. Có thanh toán luôn không hả? Không. Cứ để cô ta đó. Kết thúc công việc với hãng đi. I am so blessed. Thật là vui đấy. I'm sorry, you'll have to. Anh tôi xin lỗi. Xin lỗi tôi cắt ngang câu chuyện. Sao hả? Em yêu của anh. Đây là chìa khóa phòng khách của anh này. Nếu mà em cảm thấy cần qua đêm. Wow. Anh sẽ đi lên phòng 7268 và tắm nước nóng phòng 7268. Cái này. Và lại một lần nữa chẳng thu nhập được gì cả. Tôi có thể làm cô ấy nói mà. Nói gì nào? Anh ơi, viết tên vào áo ngực của em nhé. Biết qua, em quên mặt rồi. Cô ấy bị dị ứng áo ngực của ta hay sao? Cô ta có nhiều thông tin lắm đó. Phải rồi, đó là lý do anh đến phòng khách sạn cô ta chứ gì. Cô ấy thấy tôi làm việc nhà. Đó là cái điều mà Clark Devlin siêu đẳng. Còn tôi thì đi về nhá. Cô phải viện trợ tôi chứ, có cái gì hả? Một mũi penicillin à? Hả? Tôi sẽ chờ bên bờ hồ đấy. Khoan, số phòng cô ấy là bao nhiêu nào? Là 7268 đấy. 7268 à? Vâng, vâng. Anh chàng quỷ quái của em à, anh thích loại bọt nào hả? Bọt nhỏ hay là bọt lớn nào? Đây, treo áo giúp em nhé. Vậy, em biết anh khiêu vũ rất là giỏi. Em mời anh được không hả? Cứ lên giường đi, tôi chỉ cho. Mr. Devlin, let's see. Đâu rồi hả, Devlin?
em phải thấy hết vết màu của anh đấy. Mình không làm việc với anh ta nữa. Để cho tôi nghe về cái anh bạn tên là... Em muốn uống martini. Trước khi anh đến pha 2 ly đó. Anh pha nhá. Em mê anh rồi đó. It's Mark. Cô thông minh đó. Tất à. Và cô học giỏi nữa. Vâng, cảm ơn anh. Anh đứng hàng 3 lúc học lớp 6 đấy. Quá là một người đàn ông tuyệt vời. Ôi chào, búp bê bác bê uống rượu kìa. Cởi quần áo ra đi nào. Tôi thích mặc quần áo mà. Tại sao lại vậy hả? Ở đâu có kim cài đẹp vậy hả? Anh thấy đẹp à? Anh muốn nhìn gần hơn à? Sorry. Xin lỗi cô. Trễ giờ quá rồi. Tôi đi đây. Ai cho đi nào? Trở lại đây nào. Trả đây cho tôi. Em làm cô bé hư hỏng mà. Hết sức hư hỏng đó. Ta đi tắm nhá. Tắm bọc thơm hả? Ừ, bọc xà phòng hả? Make me feel fine. Trong hắn làm tớ nhớ đến mẹ của tớ đấy. Cô phụ phòng đó phải không? What's happening? Này, chuyện gì thế này hả? Anh làm gì ngoài đó mà lâu vậy hả? Cho phòng sao mà tuyệt vời đó. Come in. Tôi vào đi mà. Go! Cho mày chết này! Come in! Đẹp lên! Sorry! Xin lỗi nha! À, không phải, điều ta đến đây để làm. Mũi của anh làm sao vậy hả? Lấy khăn cho em nào. Một cặp thân hôn mà, lúc cặp cũng vậy đấy. Anh à, trở lại đây với em nào. Làm ơn, trở lại đây nào. Đi nhanh lên nào. Ui chà. Sao cái gì anh cũng vùng về vậy hả? Why you so mad? Cho cô lại cáo như vậy nào. Tại sao à? Để tôi nghĩ cái đã. Vì tôi kể suýt nữa giết được tôi rồi. Vì tôi kẹt làm việc chung với một gã tỷ phú nghiệp dư. Cô thật cũng để ý đến cảm nghĩ của người khác. Chắc chắn là tôi có người rất nhạy cảm đấy. Okay. You think you know. Thôi được rồi, cô bảo là cô thông cảm. Vậy tôi đây này. How do I feel? Đáp tôi xem nào. Sick. Bệnh à? What about now? Buồn chứ. Còn bây giờ? Constipated. Bị táo bón hả? Creepy. Kinh gì à? Là về đấy.
Thì thế là vui rồi hả? Là giận dữ này, là đang nổi điên đấy. Cô chẳng biết cái gì cả. Đó là lý do cô có bạn trai đấy. Thảo nào mà cô chẳng môi gì được từ Benin cả. Ừ, từ Benin cả. Ừ, phải rồi. Cô không môi được gì từ Benin. Chỉ từ biết được phòng thí nghiệm của ông ấy ở đâu. Để xem người anh hùng điệp viên thế nào. Có thể nghĩ rằng không. Benin bảo thỉnh thoảng hắn khó ngủ. Bí mật kinh khủng thật hả? Cả đàn ông nào mà chẳng khó ngủ nào. Đôi khi ban đêm hắn vào phòng thí nghiệm để làm việc. Hắn ngủ ở phòng thí nghiệm à? Ngủ trong phòng ngủ. Phòng thí nghiệm ở trong phòng ngủ hả? À không. Nói năng cho đàng hoàng đi chứ. Phòng thí nghiệm ở trong nhà hắn đấy. Là lâu đài của hắn, cái nơi hắn đang ở. Hiểu chưa nào? Excellent. Tuyệt vời đấy. You passed the test. Cô thi đậu rồi đó. Tôi sẽ nói vài lời với sếp. Để xem ông ấy hỗ trợ được gì nào. Rồi. Đừng có để ông ấy xíu vào nữa. Chỉ cô và tôi thôi. Nếu mà anh giỏi tán gái đến như vậy, sao không nói tôi nghe về tôi nào? Cũng được. Cô rất là mê tôi. Và tức cô là đẹp lên. Trước hết là còn lâu, tên thật của tôi là Delilah đấy. Delilah. Delilah. Xuất chuyện. Ừ, nghe hợp lắm đó. Hey. God, Clark, isn't anything sacred? Chúa ơi, Clark, giữ kín không có được sao nào? It's the driver. Là cái gã tài xế đấy. Tiếp mời. À, phải rồi. Em nhớ là đưa cho anh rồi mà. I have been from there. Anh tìm ra ngay mà. Nice party, huh? Tiệc vui hả? Joe, you're strong, silent type. That's the whole bouncer package. I didn't mean your package. Thank you. Vâng, cảm ơn ông. Tiến sĩ Quát. Chào đồng. Tâm ta đi. Không có gì. Ta đi em. Product launch my ass. Let's go find Danny's nào. Are you trying to get me alone? Thanh đi dụ tôi ra cái chỗ vắng nha. Họ đi đâu rồi hả? Thì cứ nói là Clark Devlin vĩ đại. Lại không có tìm ra được câu trả lời nha. Mặc dù là có thể đi trên nước. Một màn ảo thuật phải không? Đây này, ông Devlin cũng thích côn trùng nữa. Hả? Tôi nói về tôi ở ngôi thứ ba ấy mà. Kiểu ăn nỗi đó quái đạn lắm ấy. Họ làm gì ở dưới đó vậy hả? Xong rồi thì lao dọn nhà vệ sinh thôi. Hãy dùng máy thổi hơi. Tôi sẽ biết cái mà, đừng có động đến chai rượu Tequila của tôi nha. Đồng ý tiến sĩ Sim ạ. Nói to lên nào. Vâng, tiến sĩ Sim. Hy vọng là sẽ có hoàng hậu đây. Chứ nếu không cũng vô ích thôi. Hoàng hậu là ai vậy hả? Có lẽ là Sharon à? Có khi cô ta đấy. Sharon à, không đâu. Tôi biến đi. Ra đây hút một điếu đi nào. Đây, tập sao mà whatever. Sao cũng được mà. Nhìn đây. He's been
Các bạn chú ý đến hồ chứa quốc gia đấy. Xác định đầu độc nguồn nước à? Vẫn thứ đó thì không. Hồi đó nhà nước quản lý mà, hết sức cẩn mật đấy. Kiểm tra trong vi tính xem nào. Thế mới phải chứ. Ai vậy? Ai cho họ vào phòng thí nghiệm nào? Chú ơi. Chú ơi, cái gì nào? Chúng dùng phương pháp vi xử lý gen. Anh nói tiếng Anh đi nào. Chúng dùng rào cản oxygen. Cái tiếng Anh đó hơi khó hiểu đấy. Thứ nước làm khô, ai uống vào sẽ khô héo. Vấn đề là vấn đề làm cách nào cho vào hệ thống cấp nước. Ta nên bắt đầu đi thì hơn đó. Ở đằng kia bên góc tường đấy. Đâu có ai. Kiểm tra phòng ương giống đi. Này, anh đạp lên chân tôi rồi đó. Cái gì vậy hả? Đi đi. Hai cái tên đó mà quỷ sao vậy hả? Đừng có nhìn lên váy của tôi nha. Benin có vi khuẩn, nhưng phải cho nó vào bồn nước. Đàn em hắn làm à? Không thể được mà. Và lại, cho rằng không ai phát hiện hắn. Hệ thống vi tính cũng báo động khi có chất lạ vào nước. Cô thông minh thật đấy. Chỉ là cái chuyện đương nhiên thôi mà. Và cũng chỉ cần kinh nghiệm thôi. Cô có kinh nghiệm à? Thôi đi. Chỉ nói thật thế thôi mà. Nói thật à? Không cũng được. Cô tưởng tôi là quát đem viên vĩ đại hả? Yeah, hello. Hello. Tina, I can't talk right now. Tina, tôi không nói chuyện được. Yeah. Vâng, hiểu rồi. Bad news? Tin xấu à? Đến một chỗ nào vắng vẻ được không ạ? Sure. Được thôi. Tôi đâu có ngờ cô mạnh như vậy. Cởi quần áo ra nào. Đừng có làm điều gì khác nhé. Cởi quần áo ra. Cái chuyện gì vậy hả? Tôi biết ngay từ đầu gặp mà anh Phúc phải làm phát đèn việc. Cởi bộ áo vest ra. Nó không phải của anh. Nó đã được bảo với cô rồi. Nhưng mà như tôi. Cởi áo ra. Cái gì vậy hả? Ta kia. Ra đây. Lấy quần áo anh ta mà mặc. Tên tôi là Jimmy Tong, tài xế của ông đẹp Việt. Mấy giờ tôi tìm Quách tai đà. Tôi cũng muốn nghe anh bị chuyện ở đâu. Đưa tôi đồng hồ và đôi giày ngay. Quách đẹp Việt đâu? Anh tưởng thoát được chuyện này sao? Vì xảy ra tôi chỉ làm đến đâu hay đến đó thôi. Còn quần lót kìa. Của tôi mà. Tôi mượn của bạn cùng phòng đấy. Jimmy à, cũng xứng với anh lắm đó. These are my roommates too. Tôi cũng mượn của bạn cùng phòng. Mau đó làm gì tiếp thì làm đi. Cô có thấy ca sĩ Xuân của tôi đâu không hả? Không. Về ngay như vậy là bất lịch sự đấy. Tôi đang tìm Tiên Quỳ. Để tôi đưa cô đi. Tưởng là chó săn hóa ra là chuột nhắt. Thế nhưng là cô ta xuống phòng thí nghiệm đấy. Cô vẫn quan tâm đến nước ảnh. Này, tôi đến đây là vì anh đấy. Anh muốn biết có tin tôi được không? Có bộ vest này vui với anh đó. Cảm ơn nha. Đã bắt tín hiệu vị trí của Blaine rồi. Bao lâu thì đến cô ta được? 20 phút. Cô ta đã chuyển vị trí chính xác. Thưa ông Danvin, tôi đã làm hết sức mình nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đã không tìm ra Walter Tider giúp ông được, mà lại còn làm mất bộ áo của ông nữa. Chắc chắn ông sẽ tìm lại nó được. Còn tôi, chắc là tôi sẽ trở về làm việc tôi đã làm trước khi quen ông. Water Tider. Water Tider.
Water Spider. Water Spider. Ngu ơi là ngu. Cô em bé nhỏ xinh xắn à. Một loài sâu gốc ở châu Á thường gọi là Water Strider. Water Strider. Đúng rồi, cô khá đấy. Kế hoạch của anh thật tuyệt vời. Nhưng mà con rùa sẽ đáp xuống mặt nước với đôi chân đầy vi khuẩn mà không làm động đến mặt nước, nên sẽ chẳng có còi báo động và mọi sự sẽ như một việc rất tự nhiên. May mắn thay, còn một nguồn nước. Đó là nước suối của anh. Đẹp, chỉ tiếc là sẽ không thành công đâu. Cô sai rồi. Sai lầm rồi. Sẽ thành công vì kế hoạch của tôi hoàn hảo. Sắp tiếp đó là kế hoạch của anh và của tôi. Kế hoạch của chúng ta. Giải thích đi nào. Cũng được. Quy trình sống của ấu trùng bắt đầu bằng giao hợp, một điều mà tiến sĩ Sim không quen lắm. Đàn bò sẽ bay đến vùng nước nguồn, đẻ trứng và giấu trứng dưới lá sen, nơi chúng sẽ nở ra thành ấu trùng. Cô lấy từ chương trình Thế giới kỳ thú à? Tại sao lại không thành công nào? Tại sao không thành công à? Đây là bắc bán cầu phải không? Anh đã thu nhập giống bò này từ nam bán cầu. Nên đơn giản là khí hậu sẽ quá lạnh đối với chúng, để chúng có thể làm cái chuyện gì cũng như Sim vậy. Do đó chúng sẽ chẳng giao hợp, cũng sẽ chẳng thèm tìm cái nguồn nước nào. Có đúng không ạ? Không. Tôi cũng có quen bạn gái mà lúc còn đi học ấy. Chúng tôi rất thân nhau và cô em họ Doris của tôi nữa. Sim, các con bọ kìa. Bọ hả? Chẳng lẽ anh đi tìm cái con bé này à? Thế à? Hỏi xem em có dối với bộ quần áo không nào? Bộ quần áo đó, đâu có sao. Đâu có sao à? Đây là sản phẩm công nghệ tinh vi nhất hành tinh đó. Và em đang trao nó vào đôi tay khỏe mạnh của anh đấy. Ông Benin à, thả các con bò ra đi. Nên anh đã từng trốn học lúc còn đi học, thì cũng còn lâu mới có thể làm bá chủ thế giới đấy. Xem mọi việc thế nào nha. The other 10% còn lại là ở anh Black à. Hey, Dr. Schwartz. Tiến sĩ Schwartz đây à. Tell your boss. Báo trước của mày, Black đem viên đã trở lại rồi. Drapes nicely. Mặc vừa ấy hả? Well, it certainly puts a spring in one step. Đúng là bước đi nhanh hơn nhiều đấy. Đó là anh chưa thử hết đấy nhá. Một câu hỏi, vì sao cô lại làm như vậy hả? Hey, what the hell is this? Đây. Chúc quay về nào. Đây là lúc có 50 nhân viên an ninh tràn vào. Bắt anh, đàn em của anh, và mang về nhà tù liên bang cho anh biết ở đó chỉ được uống nước vòi thôi. Anh xin giới thiệu Clark Benvin. Em đã bảo anh là anh rất đẹp trai trong bộ áo này chưa hả? Seems prepared to release. Sim, bắt đầu đi nào, rất sẵn lòng. Chuẩn bị thả sâu Spider trong 5 phút. Độ trưởng thành 85%. Anh làm gì đây hả? Tôi đến cứu cô mà, tuyệt vời. Còn các anh em kia đâu? Tao đã nghe nói về mày từ lâu rồi. Bây giờ thì đối mặt, việc Clark Benvin chỉ là một cái gã đàn ông tầm thường, sắp sửa chết một cái chết thật lạ lùng. Ông nói đúng đó, chỉ trừ một điều thôi. Tên tôi là Tom. James Tom. James Tom.
You okay? Cô có sao không hả? Chị Mỹ, em có thể nói với tôi điều gì không nào? Tôi để sau đi. À, mày cũng có một bộ quần áo tốt đấy. Hay lắm, hay lắm. Tỷ lệ vi khuẩn trong nước 100%. Cô là cái gì mà hả? Cô đã làm hỏng hết rồi. Cửa hầm đã mở. Tôi đã quen nhiều cô gái như cô ở trung học. Thế à? Họ có làm thế này không? Có làm. Shut up. Chin mở nắp hầm bằng tay. Chin quay ngược chiều kim đồng hồ để mở nắp hầm. Bao quát tất tay đờ. Lát Jimmy cứu tôi nào. Đang bận rồi. Đã đến giờ. Biết cũng đã bám vào trong của bọn. Đầu của hắn sắp nổ rồi đó. Nhìn đi. Look at him. Nhìn đi. Tao nghe nói về mày nhiều lắm, nhưng mày chỉ là một cái gã đàn ông thảm hại. Hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy. Cô ổn không ạ? Ổn mà. Giỏi lắm. Làm sao mà để nửa chừng người chết vì mất nước nào? Cửa hầm còn mở kìa. Chúng chưa có bay đi mà. Ừ nhỉ, chúng còn chờ cái gì nữa hả? Chúng còn chờ hoàng hậu đó. Bao Water Kider đang chờ hoàng hậu. Chú ơi, lần này nói đúng rồi. Có cái con bọ nữ, nữ chúa và vi khuẩn càng lan khắp Bắc Mỹ. Chụp lấy trước khi nó bay nhá. Lòng chứa Kider xuống bọ chứa bị lấy đi, báo động. Chạy nhanh nào. Anh đã làm bể rồi. Đứng yên nha. Yeah.
Xin lỗi, tôi phải chứng kiến cái chuyện này. Sao rồi? Có chuyện nữa rồi. Okay, okay. Được rồi, tránh như nào anh em ơi. Tránh ra xem nào. Chào anh bạn à, áo đẹp nhỉ? Không chào đâu người đẹp à, em sẽ không chào đâu. Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh một anh hùng như vậy? Tôi là một thiên tài, chỉ lo cho lợi ích cộng đồng thôi. Một đất nước trung lập. Ta đến vừa kịp lúc chứ hả? Anh nói buồn cười quá đấy Blaine ạ. Tôi là Whitney Chamber. Chúng tôi đã đưa ra giải pháp này. Còn anh chắc là Jimmy Tong. Quá vết đó ông hài lòng chứ hả? Đưa nó về cơ quan của tôi mới hài lòng. Lại này, trong đầu công tác cũng khá đấy. Tôi đã không tự làm một mình. Cô ấy hay nói tốt tôi thấy. Làm gì tốt thì phải nhìn nhận chứ, lẽ tự nhiên mà, thưa ông. Thật vinh dự khi có thể phục vụ nước Mỹ. Tôi nghĩ thế đấy, chiến sĩ ạ. Bỏ những cái thủ tục rườm rà đi, phải biết cách chứ. Anh cần gì cứ nói, coi như là giúp qua giúp lại thôi. Có người bị thương rồi đó. Well, có một điều ông có thể giúp. And that would be? Và đó là hệ thống theo dõi xe từ xa. Cái rõ. Place the hot dog vendor. Come on, Hustle, let's go. Hustle 14 is moving in. Go on, Randall, take him out. Bringing the package as soon as I cross. Roger that. Hustle people. The package is on. Rồi, anh em, đến giờ trình diễn rồi. How's our package? I forget what to say. Thuộc bài chưa nào? Anh nói được mà, tập trung đi nào. Đi đi. Hướng thẳng đến mục tiêu. Jimmy, phải nói cái gì đấy? Jimmy, nói cái gì nha? The name's Tom. Tên tôi là Tom. James Tom. James Tom. Ta là một gã đàn ông. Sao lại mặc quần áo khác màu vậy hả? Sao lại ngừng vậy? Vì đụng vào cửa rồi mà. Clark, chú ý, anh ta chắc nói rồi. Mở miệng ra nào. Xin chào. Chào anh. Cô ta đó à? Đâu có đẹp gì lắm đâu. Cười đi nào, Jimmy. Trông tệ quá đấy. Trông tệ lắm. Trông quá tệ đấy. Tệ sao đấy? Trông tệ quá chừng đi. Clark, giúp Jimmy nào. Đi nà. Hãy nhìn sâu vào mắt cô ấy đấy. Đừng có nghe họ, nghe tôi này. Tôi không suy nghĩ được. Cô cũng là hét trong đầu của tôi. Không phải cô ta. Hãy nhìn sâu vào mắt cô ta đi. Họ bảo rằng đã mơ thấy cô ta tối hôm qua. Im đi. Đèo, cô im đi mà. Jimmy, đừng có nghe lời phụ nữ. Nói về phụ nữ đấy. Họ là lối trong tay của tôi đấy. Thế mà tôi đừng có làm ra vẻ ngố nữa. Cô nhớ tôi không nào? Okay, I'm gonna have tôi phải yêu cầu anh ra ngay đấy. Tôi là tình yêu của cô là tình yêu của tôi. Cô có yêu tôi không hả?
Đi ra. Anh ta làm ai cũng sợ đấy. Đi ra ngay. Ngay lập tức đi ra. Đi ra. Công tác chấm dứt. Tất cả đi về. Thua nữa rồi ông Devlin à. Phải học bài lại rồi. Các anh em hỗ trợ luôn luôn nhé. Thì tôi đi, có lẽ đấy. Rồi này, cứ nghĩ cuối tuần đi đã, sáng thứ hai ta tìm cô khác để thực tập nhé. Chào, thấy thế nào? Hay đấy, cảm ơn ông David. Cảm ơn mọi người. Nếu mà anh định là cô ta để ý, anh định làm gì làm sao nào? Cầm dao vào đó à? Khó lắm, cô biết không ạ? Cái gì mà khó đến như vậy nào? Anh chỉ cần hỏi, xin lỗi cô, bởi cô đi dùng cà phê với tôi nhé. Thì đứng trước phụ nữ đẹp tôi không có nói được. Phải rồi, phụ nữ đẹp. Cô hiểu không hả? Một người đẹp nảy lửa như người phụ nữ trong phòng cảnh ấy. Cảm ơn đấy. Cảm ơn nhiều lắm đấy. Chuyện gì vậy hả? Chẳng có gì cả. Mà cái gì nào? Anh không đoán được tôi thế nào à? Cô hơi buồn à? Không. Bệnh à? Không. Vậy thì táo bón hả? Không. Có một chút đấy. Nói đi nào. Cái gì nào? Chẳng có ai làm việc tôi những cái gì mà làm việc cô ta cả. Hay là cố làm đi. Cô có biết tại sao không nào? Vì cô là một cái cô nàng khó chịu đấy. Ừ. Làm việc với anh cũng vui lắm. Hello. Anh xin chào Delilah. Anh xin lỗi, cô đi uống cà phê với tôi nhé. I only drink organic. Tôi chỉ uống trà xanh thôi. Trả lời sai rồi. Chứ mày làm sao có bạn trai được hả? Coffee. Tôi được rồi, cà phê. I love coffee. Em yêu cà phê đấy. You learn quick. Cô học nhanh đấy.